Chào mọi người, mình là Rim đây. Thì hôm nay mình có hơi bất ngờ một tí là mình đã mở được khẩu revolver sniper rifle trong cái fighter chest này. Rồi mình rất là vui và bất ngờ luôn. Nó biết tích cờ mà ở nó lại ở trong cái fighter chest. Thì ở trước mình có test thử ở trong nick Bắc Dũng là khẩu này có one hit. Mặc dù chỉ có 4 viên thôi, nhưng mà nếu one hit thì quá là sướng luôn đúng không? Giờ mình lắp vài cái module rồi mình sẽ vào review luôn mọi người nha. Ok, let's go. Rồi thì tất nhiên cái đầu tiên để review một khẩu sniper tất nhiên phải là sniper Ford đúng không? Mình khá tự tin nhưng nếu mà khẩu này one shot thì khá là sướng, nhưng mà bây giờ uầy thanh niên bắn uầy trượt trượt ấy ủa mình dạo này ôi không one hit à, chứ mình bắn nó có one hit mà chắc là nó ở trong fighter chest nên nó bị nerf đi một tí rồi anh em, phải tiêu diệt thằng này. À, ok xong. Nhưng mà nếu mà một khẩu mạnh như này mình còn lắp module level 6 vào mà nó vẫn hai hit thì gọi là khá là phế nhỉ, mà chỉ có 4 viên. Nên là mình nghĩ thì chỉ có 4 viên này xong mà spam được. Còn thanh niên này nữa. Đi đâu ấy. Đi đâu, ui may quá vẫn giết được. Nó chỉ có 4 viên thôi mà phải hai hit mới chết rồi. Nói chung là cũng khá là khó chịu đấy. Thì còn đi đi đâu, ui headshot luôn, thêm một phát nữa. Ui anh em để ý không, mình vừa headshot thằng đấy xong mà vẫn phải hai hit hư cấu. Ủa Digital Sunrise, Digital Sunrise thì one hit rồi, mày đâu chết thêm một thằng nữa. Ui kinh hãi thật, nó mình chỉ xuyên giáp nó cũng được, xuyên giật giáp nó rồi giết được nó được một ít máu rồi. Ủa, yếu đấy. Ui headshot nó không chết kìa. Ủa lục luôn này ấy, headshot không chết anh em ạ, đùa nhau chứ, mặc dù mình module level 6 đấy. Có bắn trượt vãi, bắn trượt trượt nữa này lại mù mắt rồi. Novi sniper rifle, ok tiếp tục. Đi đâu đi đâu vẫn một hit nữa kìa, đi đâu lôi lục ra bắn. Đi con này nó yếu quá, nó chỉ có 4 viên thôi mà nó yếu này thì gọi phải gọi là phế rồi, phế vật rồi, không biết ba cắt spam thế nào chứ. Chỉ có 4 viên này thì sao mà bắn được. Đi anh em thấy không, 4 viên rồi mình cứ bắn là phải nạp đạn, team mình cũng là khá là fit nữa. Đi đâu đi đâu, khó bắn quá anh em ạ. Khẩu này nhìn về ngoài nhìn có vẻ hầm hố ấy, nhưng mà yếu này, yếu mà nó cũng chỉ có hình như là gì nhỉ, bleeding à, chảy máu hay gì ấy. Mình tưởng này phải mạnh lắm cơ, trước mình test trong nick Bắc Dũng là one hit rồi hay có headshot, nhưng mà này chỉ bắn headshot thì bắn vẫn ngon. Nhưng mà đi đâu ấy, đi đâu, mình thấy bắt đầu thấy hơi đuối đuối rồi. Mình lôi lục cái bắn bao nhiêu phát mà vẫn không chết, mặc dù là một viên rồi multi kill. Hey, đi đâu rồi, đi đâu headshot ultra kill luôn. Khó có mọi người, chỉ có biến 4 viên thôi mà nó còn chẳng có hiệu ứng gì đặc biệt nữa. Rồi hay quá, 7 kill rồi, 7 kill tục rồi, 8 kill tục rồi, hay quá. Con này headshot được thì rất là ngon, tốc độ đạn cũng nhanh nữa. Chỉ có mỗi tội là ít đạn với là nó bắn hơi bị đuối tí. Mặc dù mình lắp nô đun 6 mà nhiều pha vẫn phải hai hit vào đầu hư cấu. Rồi còn bọn này nhìn nguy hiểm quá, đi đâu uống rồi. Đấy đấy anh, mình thấy là mình làm vài cái bài review nên là mình nghĩ là anh em không nên dùng khẩu này nhá. Bây giờ nó bị nớp rồi, mình không biết ngày trước nó làm sao nhưng mà hiện tại mình thấy không nên dùng rồi, hết ván rồi. Bây giờ mình sẽ tự đi ba cắt spam với khẩu này nhá. Rồi bây giờ mình sẽ tự đi ba cắt spam với cái khẩu 4 viên này nhá.
Mình thấy 4 viên thì spam khá là đuối ấy, bởi vì cut spam thì thường là mình nghĩ bắn gà lắm. Dạo này đang rusty do hay chơi block crash nên là bắn ngay trượt. Đấy, ui, đi đâu? Wow, ui, không bắn trúng luôn. Hơi khó anh em ạ. Rồi, hay quá, vẫn ăn được. Hôm nay tốc đạn ra đạn rất là nhanh nên là ấy nên là đánh bắn khá là phê. Nếu mà cái này nhiều đạn hoặc là one hit nữa thì phải gọi là cấp rồi anh em. Anh em thấy không? Dạo này mình bắn rusty quá, gọi là có trượt thôi. Đấy, dạo này mình cũng hay bắn mấy cái khẩu Ariel đêm nữa, kiểu như là bắn nó nổ ấy. Nên mình toàn nhìn xuống đất để bắn thôi. Giờ bắn qua mấy khẩu này cũng thấy lạ lạ. Rồi, giết thằng này không? À, hết đạn. Thằng này ít qua 4 viên à? Cố giết thằng này. Đi đâu? Ai à, giết được. Chết luôn. Rồi. Team mình đang vòng trên đảo win rồi. Không có thắng được. Rồi mày đâu? Đi đâu? Hả? Giờ mình spam Sida quá. Trời đất. Thằng này nữa đi đâu? Ôi. Đấy, ôi. Em thấy không? Tốc độ ra đạn nó cực kỳ là nhanh luôn đấy. Đoán phê cực. Nếu mà khẩu này mà nhiều đạn thì chắc chắn mình sẽ dùng để ba cắt spam rồi. Cái này thật sự có 4 viên thôi, nó rất là khó ba cắt spam. Rồi, đấy. Mình cần nhìn vào đầu nó sau bắn bắt đầu bắn là đạn nó đến nơi rồi. Nó rất đạn nó rất là nhanh luôn đấy. Nhưng mà cứ mỗi lần mình dùng mình phải nạp đạn. Đấy, ui. Em thấy không? Khẩu này nó tốc độ đạn đạn nó nhanh nó sướng cực kỳ luôn đấy. Một pha highlight in the rim. Không biết tại sao mà máy mình nó cũng bị giật giật như thế. Hơi khó chịu tí. Ui. Pha đó bình thường mình rocket jump cơ nhưng mà mình lại cầm cái fire starter này đi tự tử luôn. Rồi, thằng này chết không? Ui, what the fuck? Sao vậy? Mình cũng không biết tại sao mà tự nhiên mình đang chơi nó mới out ra ấy. Nên là bây giờ mình suy nghĩ mình sẽ làm một ván đua mình nhá. Làm một ván đua để review note. Rồi mình sẽ dừng video lại đây thôi. Giờ thì phải chờ người rồi mọi người ạ. Mình yêu này mình sẽ tua nhanh mọi người nhá. Rồi thì gặp được một thanh niên cầm khẩu Death Ambusher. Không biết ván này win nổi không? Bởi vì mấy thằng thanh niên Death Ambusher đấy. Nó một phát chết luôn, hư cấu. Đấy. Rồi đấy. Mình mong mình sẽ win được nên bây giờ mình sẽ tua đoạn này nhanh một tí mọi người nhá. Chuẩn bị vào game rồi mọi người ơi. Mình khá là run tay một tí thôi. Vì mấy thanh niên cầm Death Ambusher nó kiểu bắn mình phát chết luôn. Ui nó bật giáp nữa. Thôi chuồn. Mình bật máy bay chuồn thôi. Rồi tuyến rồi. Đi đâu hả? Sợ quá. Mình hơi bị run tay một tí. Để nó vừa bật giáp nó vừa đi đâu hả? Ui nó vẫn ăn mình kìa. Kinh nó ăn đến Ambusher. Ai sợ xin lỗi mọi người nhá. Khó quá. Mình vừa hack xì vừa chơi luôn, vừa bắn chết người luôn. Căng quá. Đấy, may quá, mình vẫn giết được thằng này. May mà cái tốc độ đạn của này nó nhanh. Nên là mình dễ bắn. Đấy, may quá. Mong mà win được, hơi bị run tay một tí. Để xem ba cast spam với là heavy spammer này nó khác nhau điểm nào. Nó bật giáp luôn. Căng vãi. Ui, anh em với mình kinh không? Được, đấy. Khẩu này nó ra đạn nhanh cực kỳ. Là cảm giác mình không sợ mấy thanh niên heavy spam này luôn. Hả, đi đâu? Mà đoạn này đúng là rusty thật. Mình phải đi trốn. Rồi, mong anh em không bắt bài. Ui, mình bắt bài mình luôn. Nó chết rồi, Cthulhu Legacy của mình. Spam này. Mình tức quá, có may quá mình vẫn giết được 6-3 rồi, chắc ván này là win rồi. Vì còn 22 giây thôi mà. Ui nó bật giáp rồi, mình chuồn lẹ. Rồi chuồn thôi. Ui mình băng bay nó vẫn bắn được kìa. Cứ cẫu. Đây còn là heavy spammer nữa. Rồi đi đâu? Hả? Ây.
mình rusty quá. Ui. Thôi mình không hồi sinh nữa đâu. Đấy, bảo toàn tính mạng. Win. Yeah. Mình win được một thằng heavy spammer nhá. Ok, mình sẽ kết thúc video tại đây mọi người nhá. Bye bye.